Vâng, xin chào tất cả các bạn, và chúng ta sẽ đến với game đấu cuối cùng của ngày hôm nay bằng game đấu giữa Alien Fighters Pro trong series BO2 giữa Fighters Pro và Alien. Trong game đấu đầu tiên thì với sự bá đạo của S4, solo phiên bản S4 thì Alien đã thắng với tỷ số rất là cao, và trận đấu kết thúc rất nhanh trong vòng 26 phút. Bây giờ đến game 2, và game 2 là một cái game có thể nói là chỉ là thủ tục đối với Alien thôi, nhưng mà mình nghĩ là Alien với cái danh dự của mình thì họ sẽ tiếp tục thắng game này, vì họ đang ở trên chuỗi trận bất bại bằng 11-0. Bằng từ lúc đặt chân tới Mỹ bây giờ họ chưa thua một trận nào, và họ đang có một phong độ gọi là tột đỉnh. Vâng, bây giờ thì tiếp tục những hero từ bên phía Alien. Vâng, nhưng nào là Chen by Aki, Io by EJ, bằng những hero đã làm nên thành công của Alien trong game 1 đã được pick. Và bên cạnh đó thì Vitus Pro họ pick Nature Profit và Bad Rider. 10 seconds remaining. Và ban thì bên phía Vitus Pro chỉ như là họ ban Long Cruise. Và chúng ta là Alien họ ban mắt Naga. Và Naga là một key hero combat của Alien Stormbreak cũng như là của cả team Vitus Pro. Và đây là những cái ban nhắm thẳng vào những vị trí của nhau. Họ đã quá hiểu nhau trong những giải đấu như là The Premier League hay là The Defense, hay là các kiểu những giải đấu khá là online, khá là lớn ở bên châu Âu rồi. Cho nên là vào những trận TI3 bây giờ với sự thay đổi của metagame không có một sự thay đổi không lớn bao nhiêu, thì cái cách mà họ ban thẳng vào những vị trí của nhau như thế này thì là một điều rất là dễ hiểu. Và đợt ban thứ hai thì Alien đang được ban đầu tiên và họ đang suy nghĩ. Vâng, vậy là Ben Shadow Demon. Trong cái đấy thì có phải là Vitus Pro họ rất sợ bộ đôi Junero và Io rồi. Họ ban ngay Junero. Nhưng mà nên nhớ rằng Alien có Loda đánh CK cũng rất là hay. Với việc mà họ không ban CK thì có thể là Alien họ sẽ biết Io và CK. 5 seconds remaining. Reserve time. Vâng, họ đã ban Visage. Alien tiếp tục ban Visage. Vâng, Visage được pick rất nhiều bởi Vitus Pro. Vậy là Weaver cho Vitus Pro. Weaver by Alien Stormbreak, rằng một hero cũng được pick rất nhiều cho Alien Stormbreak. Và được anh ấy đánh rất là hay. Nhưng mà chúng ta sẽ xem như thế nào. Seconds remaining. Vâng, vậy là Puck cho S4. Dire team pick. Puck. Puck. Enchantress. Vâng, vậy là Enchantress cho Vitus Pro. Cuộc gọi là giật bồ nhau giữa Chen và Enchantress. Vâng, sẽ có một cuộc gọi là dụ đệ của nhau. Vâng, Enchantress vừa dắt đệ ra gặp Chen thì Chen biến thành đệ của mình. Và sau đấy thì Enchantress lại biến thành đệ của mình, và Chen lại biến thành đệ của mình. Vâng, biến qua bên này, biến qua bên này, biến tới sáng mai cũng không biết thằng nào thắng nữa. Chờ cái thằng nào hết banana thôi. 5 seconds remaining. Vâng, vậy là Io và CK.
Vâng, như mình đã bảo thì IO và CK cho Alien họ sẽ đánh rất là hổ báo trong game đấu này. Radiant team ban. Mình không hiểu tại sao bên phía Vitas Pro lại ban Mirana. Trong khi đấy thì một con CK bằng một con combo quá khủng đối với IO lại không ban. Có lẽ là NS sẽ phải trả giá vì điều này. Reserve time. Seconds remaining. Có lẽ là họ đã đói bụng rồi. Vâng, dự là sau game này đánh xong thì họ sẽ dắt nhau đi ăn. Chứ chặn trước thì Na'Vi đã rep tiếp cho tác rất nhanh và hai team vui vẻ dắt nhau đi ăn. Không biết thì Alien có làm như vậy với Vitus Pro không. Seconds remaining. Vâng, còn một hero cuối cùng là hero cho Bulldog và vẫn còn là Darkseer. Vâng, nên nhớ rằng Darkseer vẫn còn mà họ chỉ bê Bounty Hunter thôi. Vâng, Bulldog đánh Clock cũng rất là tốt. Vẫn còn Dark Clock, vẫn còn là Darkseer. Vâng, rất nhiều cái mình thấy biết Darkseer trong tình huống này sẽ rất là phù hợp. Nếu mà bên phía Vitus Pro không biết Darkseer, họ không thể nào biết, họ biết Darkseer được. Tại vì biết Darkseer thì sẽ thiếu một support cho Weaver. Mình nghĩ Alien sẽ biết Darkseer với việc mà Darkseer vacuum vào trong đặc tường. Vâng, vậy là Skyquake make cho AA. Vâng, Alien có thể hoàn toàn biết Darkseer. Darkseer sẽ combo cực kỳ tốt với combo với bug. Vâng, vacuum vào xong bug đặt Dream Cone, thế là chùm lòng lên cả bốn thanh niên kia. Bốn thanh niên kia không thể nào chạy thoát được. Vâng, tại sao lại không có biết Darkseer? Darkseer hoàn toàn có thể thắng trong game này. Darkseer là một combo khá là tốt đối với Pup. Hoặc hay là biết lại Clock như game trước. Vâng, vậy là Doom. Doom. Vậy là sao? Vậy Bulldog sẽ cầm ai? Bulldog cầm Doom mà. Vâng, vậy là ai đang chôn? Vâng, khá là chôn. Biết Doom. Oh my Doom. Thế này là thanh niên Weaver mà xác định không lên Lincoln trước 16 phút thì bị đâm vỡ mồm. Nhưng mà sẽ không có đất farm trong Doom. Doom sẽ không có đất farm tại vì Chen ở trong rừng rồi. Sẽ rất khó cho Doom có thể farm. Nhưng mà mình nghĩ là Doom của Bulldog sẽ được đi solo bot. Và họ bên phía ở đây họ sẽ đánh cái drip lane. Họ đánh offensive drip lane. Họ sẽ gửi DK, IO cùng với Chen lên top. Vâng, và chúng ta hãy đến với game đấu cuối cùng của ngày hôm nay. Vâng, game đấu giữa Alliance và Vitus Pro. Các bạn đang đây là màn hình của bên phía Vitus Pro. Assad cầm Skyward Mage, KSI cầm Furion, NS cầm Enchantress, Eden Stormbreak Drama cầm Weaver và Crazy aka TamiY cầm Bad Rider. Trong khi đấy thì chúng ta hãy đến với lay up của bên phía Alliance. S4 cầm Puck, IO by EGM, Loda cầm Chaos Knight và Aki cầm Chen. Và cuối cùng là Admiral Buntum. Vâng, anh ấy là Admiral Buntum trong game đấu ngày hôm nay. Không còn là Bulldog nữa rồi, Bulldum. Vì cái đội biết Dum cho nên mình sẽ gọi là Bulldum thay vì là Bulldog. Vâng, gặp nhau rồi làm gì đây? Bất đã opti bay bắt tiêu rồi. Vâng, với việc mà có Skyward Mage thì rất khó chịu. Vâng, ngoài lại bên phía Vitus Pro họ sẽ offensive dry lane với cái layup này. Với Enchantress ở trong rừng đánh nhau, vâng, sẽ là một màn giật gấu của nhau. Vâng, đem một con gấu ra để giữa rừng, hai con biến nhau, biến qua biến của ta của mày của ta cho mày luôn đấy. Chỉ đạo là như vậy. Vâng, giữa Enchant và Chen.
một cuộc cướp gấu của nhau. Where the hell did I go? Còn bây giờ thì họ sẽ đi trong này. Skyward Mage sẽ gắn mít nữa chăng? Còn cấm ngay cái word ở đó. À, sẽ thấy EGM, Gen ở đây. Dire's Tongue Tower is under attack. Vậy là Doom sẽ solo trên này. Với lại là Time I Wai. What the fuck? Vâng, vậy là họ để mic cho iPhone Free Farm. Cái gì đây? Furion thì đi rừng. Bá solo top. Doom đánh trên top như thế này. Vậy là họ để cho bất bại S4 Free Farm. Đây có thể là một cái lỗi lớn của bên phía Battle Pro khi mà họ để cho phức 3S4 Free Farm. Bạn Doom đã bị 5 chấm dầu, đã lui về rồi. Battle gần chết, vâng, Battle đã gần chết. Chưởng của Doom, vâng, Doom bắt được con đệ trong rừng và hồi máu, chưởng rất là nhanh. Vâng, rất khổ cho Doom của Bull Doom khi mà anh ấy bị thằng Bad Rider vâng liên tục tẩm dầu vào ass. Vâng, Bad Rider với việc ý lại nhà mình giàu cho nên là mua một thùng tường an, vâng, ném khắp nơi, ném everywhere luôn, ném vào tường an everywhere. Vâng, vậy là Furion đã chạy đến mid rồi. Vâng, Chang đang gặp khó khăn khi mà anh ấy Chang của Aki đang bị các thanh niên bên phía Alien bên phía Vitus Pro. Vâng, lại một pha biến đệ của anh Chang phá phách khắp nơi, phá everywhere luôn. Mà IOCK như thế này thì rất là khó, tại vì bên phía Vitus Pro những hero challenge họ cơ động hơn, trong khi IO thì quá yếu máu và CK thì cần rất nhiều mana. Và bây giờ thì họ đấu 2-3 và Chang vẫn đang cực dọc farm rừng. Chang làm gì đây? Vâng, Chang đã chủ động không cho. Bây giờ thì vâng, họ muốn giết CK nhưng mà rất tiếc là CK đã được IO bảo vệ. Và anh Chan dùng cái con này để đốt mana. Vâng, rất là thốn, vâng, dùng cái con này để đốt mana. Con Satire này sẽ đốt mana. Đốt mana không? Đốt mana. Không đốt mana à. Con đấy hoàn toàn có thể. Vâng, Chan đã ra. Vâng, đã kéo lại SVNS sẽ chết ở đây. Vâng, phải là First Blood cho Aki. Đánh rất hay, nhưng mà Weaver ở đây. Vâng, có thể là IO sẽ chết. IO sẽ chết rồi. IO đã chết, và bây giờ họ sẽ bắt CK. CK có thể sẽ chết luôn. CK bật chát. Không làm gì được đâu. CK còn là chết double kill cho Weaver. Weaver có thể giết được chết. Vâng, triple kill cho Weaver. Vâng, có biết là xảy ra ở cái chip lane này. Như mình đã nói là cái chip lane của Vitus Pro hoàn toàn mạnh hơn so với cái chip lane của bên phía Alliance. Double damage. Chúng ta hãy đợi đến S4, và S4 sẽ sau khi lấy level cao thì nó có thể đi giúp cái chip lane của mình. Bây giờ CK đã lên trên này rồi. Họ đã đổi lane tại vì Loda không hề farm được. Họ sẽ phải đổi lane trên này.
họ sẽ họ có thể nào họ có thể bắt không bằng bắt bắt Rider, bằng đại đông bắt Rider rồi, bắt Rider đang bị focus, bắt Rider đang bị đông, đang bị đánh gấp nơi, đánh đánh bắt Rider có thể sẽ tự tử, tự tử được không, không tự tử thì và xe ca người đã giết ra. Không phải là Bulldog với sự giúp đỡ của Loda đã giết được thanh niên Bat Rider. Còn Loda đã bỏ mic rồi, bỏ bó rồi. Tới thì EGM sẽ phải chết dưới này. EGM một pha solo nữa của EGM. Vâng, vậy là Eden Sunbreak đã giết được EGM. Khi mà bị bỏ rong dưới này thì EGM không làm gì được. Rất khó cho EGM có thể chạy khỏi Weaver, chạy đâu cho khỏi nắng. Bằng Phúc đã lên đây rồi, có chen rồi. Bằng thế này thì anh trai đâu gì 4 giây sự tinh. Có Phúc đang đấm rồi và họ đấm rất là nhẹ nha. Bây giờ đến được Furion. Furion TP 6 giây. Họ sẽ vào. Họ sẽ vào. Vâng, không kịp. Giờ Phúc sẽ về lại mid. Radiant's bottom tower is under attack. I feel sad for them. Bản trang của Aki vẫn chưa có gì. Có thể nói là rất khó cho anh ấy khi mà những phút đầu tiên khi Enchant và Scarab Mage làm cho cái rừng của bên phía team 1 hoàn toàn mắc grip, hoặc là những pha tranh giành grip như vậy thì đã làm cho trang không có phản chống để farm. Bất của S4 đã có cho mình cái trade rồi. Còn trong đó thì họ đang me thanh niên Skyward Mage. Sẽ vào. Kéo ra, băng Sting rồi, chết chắc rồi em ơi. Chết chắc rồi mà bắt lưới rồi. Không làm gì được. Phần Loda đã giết được phần mạng thứ hai cho Loda sau khi mạng bắt ra được. Phần có thể thấy là bên phía ở lên họ chuyển giao rất là nhanh. Ví dụ họ nhận thấy rằng ở dưới boss không farm được. Trong bên đây thì Batrider đã giết được EGM, bằng EGM một lần nữa theo lệnh của Loda. Fix toạc quân. Vâng, có thể nói là fix rất là nhiệt tình. Hết fix cho Weaver xong tới được fix cho Batrider. Vâng, kia thì làm gì bò xuống cái này không nhờ. Dire's middle tower is under attack. Bằng EGM EGM vâng, tí nữa thì lại fix nữa rồi. Trong cái đó thì Puck đã giết được Bat Rider. Nhưng vâng, Puck cũng đã chết. Vâng, buyback. Vâng, với việc mà buyback và Opera ở đây, vâng, không cần mua TP. Một pha buyback có chủ đích của S4. Bắn Op trước khi chết để có thể buyback và biến ra chỗ mà mình buyback. Biến ra chỗ mà cái Op mình bắn. Dire's middle tower is all alone in the world, being attacked. Weaver bằng Tom, Tom buôn chó phải chạy thôi, buôn chó phải chạy, chạy em ơi, chạy đi em ơi, có chốt kìa, nó bắn em kìa, trời, vì cái việc mà không có giáp như thế này thì sẽ rất là khó chịu cho Tom và Tom vẫn còn sống, rất may. Tại chung tìm xem CK đi đâu rồi. CK bị ô bạn ở đây. Họ có lại bằng AFK chăng? Bằng TP rồi. Vẫn không có dust. Vẫn không có dust thì làm sao mà giết được Weaver? Làm sao bây giờ? Weaver đã TP ra rồi. Cái việc mà ngửi mùi có một con bức xuống găng mình thì anh ấy đã TP ra. Vâng, đó là sự cảm nhận phong phú của động vật khi mà một con bướm, con bướm vòi rồng nó đi găng một con kiến thì con kiến nó biết được nó bò ra, đúng rồi. Còn đấy là sự phong phú của động vật. Và chào mừng các bạn đến với sau thế giới động vật của Dota 2 VN khi mà có cả Chen. Còn team nào cũng có động vật cả. Vâng, ngay lập tức thì anh Chan trả lời câu hỏi của mình bằng hai con trâu nước ra để có thể push top. Radiant structures are fortified. Vâng, có thể nói là phong phú. Vâng, vậy là một con dơi đã bị bắt. Vâng, loài dơi đang bị tuyệt chủng khi mà
loài bướm xác định rằng chỉ có một bướm mới được sống, cho nên là đã giết một con dơi. Một sự ganh tị ca to gọi là đáng kể đến từ loài bướm mà Only Bướm Survive League. Vâng, game trước thì hết giết chim, game này thì giết dơi, bằng giết trâu, giết kiến, giết everywhere, giết tất cả những con động vật khác trừ bướm. Dire's bottom tower is under attack. Run, little bottom tower. Run. Bạn giờ là sẽ đâm thanh niên ở đây. Bạn thanh niên Weaver sẽ dính đâm sao? Về đi em ơi. Bướm nó lên kìa. Đấy, thấy giờ kiến là nó là một loài động vật rất là nhanh nhẹn, mà thấy bướm nó lên là kiến nó bò đi chỗ khác liền. Con này giống như chim vậy, có cánh là chim rồi đúng không nhờ, nhưng mà mặt thì giống như người, chân thì chân chim, cánh chim, má dị dạng vãi. Giết nó đi, bướm Molly, bướm Molly Blitz. Vâng, lại có một con chim nữa, vâng, giết chim đi, giết chim. Đúng rồi, giết chim, thấy chưa, mình đảo rồi, thấy chưa, thấy bướm nó giết chim chưa. Only bướm survive Blitz. Doing its best, but it doesn't look good. Dire structures are fortified just like me. Còn bây giờ thì chim coi rồi, giết cả chim rồi, vâng, đã giết chim. Bây giờ thì Weaver, Fire Hill từ trên. Bây giờ thì Io làm gì đây? Io đang đứng quá xa, đông kiến rồi. Kiến lại bị đâm, Weaver, vâng, bắt đại giết kiến. Bây giờ Banner làm gì đây? Anh làm gì đây? The Radiant should really do something about that. Kéo CK đi, CK sẽ... Vâng, Bát sẽ chết rồi, chết chắc rồi. Bát sẽ chết. Bây giờ thì đông nó bay và nó hiếp cả anh chàng. Trời luôn. Vâng, một pha nữa, vâng, fix qua đây. Vâng, chim đã chết. Bây giờ đến được Relocate Quill, vâng, đã chết rồi. Bây giờ thì cái ra cũng đã chết. Quill, cũng đã chết. Team White Giant. Vâng, hỏi chị chết bộ tâm. Team White Giant. Only Bướm Survive. Vâng, chỉ có bướm là loại được sống. Vâng, họ đã giết hết tất tật các thanh niên bên phía Battles Pro. Vâng, như vậy là... lý luận của mình là đúng, vâng, chỉ có bướm là loài được sống. Dire's middle tower. Vâng, chết luôn top thì luôn là boss, nhưng không sao, họ đã có một cái map control khá là tốt. Vâng, bây giờ đánh nhau rồi, giết kiến. Vâng, kiến đã tham lap ra, và bây giờ thì chen đã chết. Vâng, ông chủ sở thú đã bị chết. Bây giờ tới được thằng điên cửa ngựa. Vâng, cửa ngựa làm gì? Ngựa cũng chết luôn rồi. Vâng, giết cả người lẫn ngựa. Bây giờ giết cả chim nữa, thấy chưa? Giết chim nữa. Bây giờ cả bướm với đùm đang ở dưới này. Ví dụ mà sự vắng mặt của hai thanh niên bướm và đùm thì họ đã tranh thủ giết hai thanh niên, một thanh niên thì chen của Aki thì cưỡi con heo rừng. Vâng, có một con thịt heo rừng rất là ngon. Còn Chaos Knight thì cưỡi con ngựa. Vâng, có món gì ngựa nhờ? Ngựa thì không biết có món gì cả. By the gods, the Dire's bottom tower doesn't even have arms to defend itself. What a brave tower. Oh, that's not good for the Radiant. Dire's bottom tower was never my favorite. Here I am. By the gods, the Dire's bottom tower doesn't even have arms to defend itself. What a brave tower. Và ông chủ sở thú sau khi sống dậy thì cử tiếp tục cử con heo rừng của mình bắt được một con gấu. Còn trong này có cả con chim nữa cơ. Gấu và chim. Giờ là nó sẽ bắt thêm một con chim. Bắt chim đi em. Vâng, đã bắt chim thấy chưa? Bắt chim rồi. Nhưng mà bắt chim với gấu là để đi thí thôi. Còn bây giờ thì tỷ số đang là 12-10. Trận đấu diễn ra rất là căng và full action. Bây giờ lượng gold đang nghiêng về phía Alliance. Bây giờ sẽ bắt bướm. Bắt bướm rồi, chết bướm rồi. Chết chắc rồi em ơi. Này đều hộ báo. Bướm đã chết bằng sự trả thù ngọt ngào đến từ loài động vật bốn chân, hai chân và chim chóc các kiểu đã giết được bướm. Bằng bướm đã bị hiếp.
mình ơi, rồi kiến là chết. Chết kìa, chết rồi. Vâng, đã bỏ qua đây rồi, đấm chết kiến. Vâng, kiến lại bị đấm, chết ở đâu? Một pha ma và đâm rất kinh của anh đâm bằng một sự giả thù ngọt ngào cho bướm của hệ team mình. Bất là một con Fairy Dragon. Fairy Dragon là một cái thể gọi là mix giữa bướm và rồng. Có nghĩa là nó là trong dạng một form form của một con bướm, nhưng mà cái đuôi và cái cánh và một số thứ là rồng. Nếu mà khi mà các bạn thấy được vâng, bây giờ đi bắt bắt được rồi, vâng, đã lên đây không? Chết con bát rồi, vâng, một pha trả thù ngọt ngào của bướm. Vâng, đã giết dơi, vâng, lò dơi đã bị tuyệt chủng từ đây. Vâng, tôm tắm luôn sợ gì, vâng, chết rồi, anh trai nó bị focus. Cái này thì chắc chắc rồi, vâng. Cả đám thanh niên như thế này, thiếu nữ, cô thôn nữ đã bị hấp. Vâng, NS đã bị hấp. Vâng, bây giờ thì cả thanh niên kiến, vâng, kiến mùi là ra thì đã chết. Vâng, chết rất là nhanh, vâng, chưa kịp làm gì thì đã bị stun và chết. Vâng, ông chủ sở thú đã quay lại và comeback quýt hai con chim và một con gấu. Rất là hổ báo. It has no arms to defend itself. Dire's middle tower has fallen. Bắt đầu làm gì đây? Bắt bay rồi rồi! Đang không? Chích nó! Chích rẻ nó! Vâng không, phải là Dung! Dung đã dùng skill 1, skill 3 mình đấm vào mồm bắt đầu. The Radiant's bottom tower has vâng, bây giờ thì ấy đang gõ cửa nhà Vestus rồi. Nấp. Mở cửa nhà ra, mở ra cho anh vào. Bắt chim nào. Vâng, là đã đâm kiến, thằng kiến này bị đâm. Đâm liên tục, vâng, đâm mê bị qua. Kiến quá nhỏ, vâng, bây giờ đến được chim. Này thì áo sáng này, này thì cao bê, này thì thông nữ đã chết. Đâm vẫn còn sống, vâng, đâm đã chết. Quá nhỏ cho bùn chó. Vâng, GG, well played. GG Webplay đến từ Vitus Pro. Vậy là Aiden là đội toàn thắng sau ngày thứ hai. Sau ngày thứ hai thì Aiden vẫn bất bại. Vẫn không có ai có thể ngăn cản được Aiden.